Xin chào các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Kindle cũ. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2024. Chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay, tiếp tục Zalo và mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều các mẫu đồng hồ. Trong đó thì sẽ có các cái mẫu máy pin kèm với lại các cái dòng máy cơ cổ chính hãng đến từ nhiều các thương hiệu của Thụy Sĩ này, của Nga, của Nhật nha. Các bác mình trong quá trình xem video, nếu như mà mình yêu thích mẫu đồng hồ nào thì mình có thể chốt đơn cho em về Zalo, số điện thoại 0936050424, em đã ghi mà ngay bên ngoài màn hình ạ. Và để theo dõi kênh thì mình có thể ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh để mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được em phát sóng ở trên kênh một cách sớm nhất nhé. Rồi, và đi vào mẫu đồng hồ đầu tiên trong video ngày hôm nay, sẽ mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ máy pin của Nga nhé. Chiếc đồng hồ với thiết kế phong cách cực kỳ chất và ấn tượng này. Đó. Mặt trắng xà cừ. Đây là chiếc đồng hồ có chữ ký của Tổng thống Nga nha các bác. Kim của ngỗng và có một ô click clock 6 giờ đây. Thiết kế này rất là đẹp luôn, một chiếc đồng hồ với cái phong cách thiết kế gọi là mang nét rất là chất và độc lạ cho các bác mình có thể giao lưu nha. Đối với chiếc này thì sẽ zin từ phần dây khóa ấy. Thân vỏ mạ vàng, thiết kế 4 chân càng rất là đặc độc đáo. Và đặc biệt nhất đó là cái phần mặt đáy nha các bác. Em này sẽ là một chiếc đáy đúc với logo biểu tượng đại bàng hai đầu, một cái biểu tượng quốc huy của Nga rất là ý nghĩa nha. Và cái logo này đặc biệt là được người ta đúc nổi ở trên cái phần đập đáy như thế này. Đấy. Size ngang của em này là 30-40. Chiều ngang size 40 và chiều dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 47 các bác nha. Đó, máy pin. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đồng hồ chữ ký Tổng thống Nga, mặt trắng xà cừ rất là đẹp như thế này. Trên này Zalo đến các bác mã số 1 với giá là 1.380.000 nha. Các bác mình chốt đơn cho em về Zalo, số điện thoại bên ngoài màn hình. Và đối với đồng hồ thì cửa hàng Kiên sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nhá. Em qua mã đồng hồ số 2 nhá. Du Phong Tơ. Thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ ạ. Dành cho bác nào chưa biết đến thương hiệu Du Phong Tơ thì đây là một trong 4 cái dòng đồng hồ chính của thương hiệu đồng hồ Lucien Picard nha các bác. Một thương hiệu đồng hồ cấp rất là cao cấp và nổi tiếng của Thụy các bác này. Em này sẽ là một chiếc Du Phong Tơ cổ, máy cơ lên dây cót tay, và đây là một chiếc máy 3 kim nha các bác. Đấy, máy cót tay. Tình trạng máy hoạt động rất là tốt. Màu mặt trắng với những đường vân tỏa tia từ phần gốc kim ra bên ngoài. Đấy, các bác nhìn này, phần mặt rất là đẹp luôn với các hiệu ứng tỏa tia như thế này. Toàn bộ phần cọc số dạng khối, thiết kế phần niềng băm. Thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng và đã có những cái vết màu của thời gian như thế này. Đấy, màu bạ trầu nha. Dây khóa sẽ là một chiếc dây lụa linh kiện và ở phía dưới mặt đáy thép. Ở đây có khắc tên thương hiệu Du Phong Tơ by Lucien Picard ở đây, cùng với đầy đủ các thông số máy nha. Em này sẽ có chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc nếu như tính cả chân cả thì sẽ là size 40. Ngang 34, dọc 40, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Du Phong Tơ, thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Ngay sau đây thì em sẽ mở máy nhé. Trên màn hình đây chính là bộ máy bên trong của chiếc Du Phong Tơ này nha các bác. Em này thì sẽ là một chiếc máy vàng hồng. Đấy, máy cơ cót tay với 17 G-Well, nguyên bản của Du Phong Tơ Thụy Sĩ này. Và ở phía dưới đáy này thì có triện tên thương hiệu Lucien Picard ở đây. Đấy. Em này thì máy thật sự luôn là rất là đẹp, sạch sẽ, không một chút tì vết nào nha. Đấy, đã được căn chỉnh rồi.
máy vàng hồng, rất là đẹp như này. Một em đồng hồ cơ cổ thương hiệu cao cấp hàng đầu của Thụy Sĩ. Bạn nào thích chiếc này mình chốt đơn cho em với mã số 2 nhé. Giá của em này là 2.080.000. Qua mã đồng hồ số 3 sẽ đem đến cho các bác một em đồng hồ của Nga nha. Đây là một chiếc Pondrot phiên bản chữ ký Tổng thống Nga. Đấy, rất là đẹp, size lớn, form cực chất luôn. Đấy, và đặc biệt là em này sẽ là một chiếc đồng hồ với phần vỏ vàng toàn thân nha. Máy pin các bác nhé, đây sẽ là một chiếc đồng hồ máy pin. Đấy, kim trôi, thiết kế 3 kim 1 ô cửa lịch góc 6 giờ, mặt trắng sạc cừ, chữ ký Tổng thống này khắc tại vị trí ở mặt dưới này, và bên trên góc 12 giờ đây là logo biểu tượng quốc huy của Nga. Đấy, một chiếc đồng hồ với phong cách độc đáo, chất và rất là ý nghĩa nữa. Đấy, bên phía dưới mặt đáy này các bác nhìn này, một chiếc đáy đúc với cái logo quốc huy của Nga ở đây, rất là đẹp luôn, đúc nổi nhá, sắc nét đến từng các cái chi tiết luôn ạ. Một cái họa tiết mà được người ta đúc thẳng trực tiếp lên cái phần đáy như thế này, quá là chất luôn. Dây khóa này chiều ngang của em này sẽ là 342 này, ngang 42, dọc sẽ là 48 nhá. Đấy, lên tay cho các bác cùng ngắm một form mặt lớn nhá. Bạn nào mình có cổ tay to mình đeo này sẽ rất là đẹp này. Ô lịch góc 6 giờ và đây sẽ là một chiếc núm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Thì các bác mình sẽ xoay núm và chỉnh bộ lịch nhá, rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác này. Đấy, Pondrot chữ ký Tổng thống Nga, zin nguyên bản từ phần dây khóa. Mã số 3, giá là 1.380.000. 1.380.000 trên này nha các bác, chốt đơn em với mã đồng hồ số 3 này. Qua mã số 4, mang đến cho các bác trong video ngày hôm nay một chiếc Rado Simple Auto. Đây, một phiên bản đồng hồ Rado với thiết kế phong cách cổ điển, form trứng nha các bác. Màu mặt trắng và có các cái đường vân kẻ xéo ở trên phần mặt như thế này. Và đặc biệt là các bác nhìn cái phần chỉ số của em này, như thiết kế nó rất là mảnh luôn, tạo cho nó một cái form dáng trông nó rất là thanh lịch. Có một ô cửa lịch góc 3 giờ này. Đấy, thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Núm zin nguyên bản có biểu tượng mỏ neo ở đây. Và ở phía dưới mặt đáy này có khắc tên cùng với biểu tượng Rado ba cá ngựa ở dưới này nha các bác. Đây sẽ là một chiếc Rado với xe mặt ngang là 35 và chiều dọc tính cả chân cảng là 39 ạ. Dây khóa một chiếc dây lụa linh kiện cho các bác. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay cho các bác nữa nha. Về phần máy ở bên trong thì đây, trên màn hình này chính là bộ máy trong của chiếc Rado này. Đấy, máy trắng nguyên bản của Rado với 20 năm Jewel, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi ạ. Đây là một góc khác của máy nha các bác. Đấy, trên đây thì sẽ có khắc switch này. Đấy, biểu tượng chữ cái đầu của Rado và thông số máy ở đây, máy hơi mờ đấy. Đây, nói chung là có chuyện tên máy nha các bác. Rado Simple Auto tự động Thụy Sĩ có hỗ trợ cốt tay. Đây, một em đồng hồ form trứng cổ điển hàng cổ cho các bác sưu tầm. Mã số 4 nhé, em này có giá là 2.280.000 này. 2.280, mã số 4. Tiếp tục qua chiếc số 5 nhé, một chiếc Senco 5 chặt góc, máy pin các bác nha, máy pin. Đấy, em này thì máy pin chạy rất là tiện, các bác mình không phải lo cho cái việc lên cốt hàng ngày. Mình cứ đeo thôi, 6 tháng, 6-7 tháng mình mới phải thay pin một lần. Zin từ phần dây khóa này, mặt xanh viền vàng. Chiều ngang có size 38 và chiều dọc có size mặt là 42. Đây là phía dưới mặt đáy nhá, đáy thép có khắc tên thương hiệu. Chiếc này thì núm nằm tại góc 4 giờ và có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đối với cái mẫu này thì các bác mình sẽ xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày và
xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ nha. Đấy, zin từ phần dây khóa em đeo lên tay để các bác cùng ngắm này. Senko 5 chặt góc. Mã số 5 có giá là 880.000. Em tiếp tục qua mã số 6 nhé. Enika, một chiếc Enika máy cơ tự động của đồng hồ Thụy Sĩ ạ. Dành cho bác nào chưa biết đến thương hiệu đồng hồ Enika thì đây là thương hiệu, một trong những thương hiệu rất là lâu đời và xưa cổ của đồng hồ Thụy Sĩ. Đấy, đây là một trong những cái thương hiệu đầu tiên trên thế giới sản xuất đồng hồ đeo tay ạ, tuổi đời rất là lâu rồi. Các bác có thể thấy được cái form của chiếc Enika này. Đây là một chiếc với thiết kế form rất là nam tính này. Thiết kế chém vát hai bên viền cạnh và cái form máy của em này thì cực kỳ dày dặn luôn nha. Bề dày 14 ly, chiều ngang có size mặt 36 và chiều dọc có size mặt là 41. Đấy, màu mặt xanh. Thương hiệu Enika là một thương hiệu mà chuyên có rất là nhiều những cái thiết kế với những ý tưởng nó liên quan đến cái màu của biển các bác ạ. Đây các bác nhìn này, cái màu mặt xanh này giống như là mặt là một cái buổi chiều với cái màu mặt biển rất là trong lành như thế này. Đấy, làm chúng ta liên tưởng đến một cái màu mặt biển rất là trong lành. Cọc số chảy tia nhá. Em này thì sẽ có hai ô cửa lịch góc 3 giờ và lịch của em này sẽ là lịch 9-12 nha các bác. Chỉnh thủ công cho em. Thân vỏ thép, nốm zin nguyên bản và phía dưới mặt đáy này. Ở đây có biểu tượng cá mập trên biển, một cái biểu tượng cũng rất là quen thuộc của thương hiệu đồng hồ Enika ở đây. Rồi và em sẽ đeo lên tay nhé. Các bác cùng ngắm cái mẫu đồng hồ này khi mà em đeo trên tay này. Đấy, mặt rất là đẹp các bác nha. Nó sẽ là khi mà ánh sáng chiếu vào nó sẽ tạo thành một cái gọi là nó hiệu ứng ấy, cái hiệu ứng ánh sáng trên phần mặt này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Enika. Rồi và mở máy nhá. Đây chính là bộ máy bên trong của chiếc Enika này. Máy vàng nguyên bản của Enika Thụy Sĩ. Đấy, tình trạng máy hoạt động tốt nha. Em này máy rất là sạch sẽ đẹp. Bộ máy vàng ươm luôn. Đây là một bên góc khác của máy này. Đó. Enika tự động Thụy Sĩ, mã số 6 và giá của chiếc này chỉ có 1.880.000 thôi là các bác mình có thể sở hữu rồi. Mình chốt đơn em với mã số 6 nhé. Em tiếp tục qua chiếc đồng hồ số 7 và gửi đến các bác một chiếc Pondrop. Máy cơ lên dây với 18 Jewel. Đây là một trong những cái phiên bản rất là đặc biệt của thương hiệu này mà được các bác rất là thích sưu tầm này. Đấy, đây là chiếc Pondrop có chuông reo nha các bác, có chức năng hẹn giờ chuông reo cho các bác này. Đấy, nói chung là rất là hiếm các cái mẫu đồng hồ cơ cổ mà nó có cái chức năng chuông reo như là cái dòng Pondrop này. Đấy, cái phiên bản rất là hay để cho các bác mình có thể giao lưu và sưu tầm nha. Đấy, không biết bộ sưu tập đồng hồ cổ của các bác đã có cái em chuông reo nào chưa. Ngày hôm nay thì sẽ mang đến cho các bác một chiếc Pondrop với thiết kế nó khá là vintage, rất là xưa, để cho các bác mình sưu tầm. Màu mặt của em này thì sẽ có 3 màu 4 màu, 2 màu xanh này, màu đen và màu trắng nhé. Trên cọc viền các cái chỉ số ở đây. Đấy, mặt viền với những họa tiết kim dây, họa tiết các cái kim dây với tỏa ra như là kiểu mặt trời ấy các bác. Đấy, một chiếc kim cổ ngỗng nhá. Đây là kim dây các bác này. Kim dây là kim cổ ngỗng, còn cái kim có cái biểu tượng mũi tên này, đây là kim hiện giờ nhá. Ngoài ra thì em này cũng sẽ có hai núm này, hai núm nằm tại vị trí góc 2 và góc 4 giờ. Lát nữa thì em sẽ nói qua về cái, sẽ giới thiệu về chi tiết các cái chức năng của hai cái núm này nhá. Bây giờ mình sẽ đi qua về cái phần thân vỏ bên ngoài. Thì đây sẽ là một chiếc với phần vỏ thép. Đây là phía dưới mặt đáy này. Size mặt của chiếc này chiều ngang sẽ là 34 và chiều dọc nếu như tính cả chân càng thì sẽ là size 41 nha. Núm góc 2 giờ này là núm
để điều chỉnh cái phần tin hẹn giờ. Và các bác lưu ý một điều giúp em là nếu như mà mình muốn sử dụng cái chức năng hẹn giờ thì mình nhớ là lên code đều cho cả hai phần tin nha. Đây núm 4 giờ rồi, là mình để cái núm góc 4 giờ này là để mình lên code cho cái phần kim dây này. Đấy. Núm góc 2 giờ này là để lên code cho phần kim hẹn giờ. Và để sử dụng cái chức năng hẹn giờ thì các bác, mình sẽ kéo núm ra bên ngoài và xoay núm đến vị trí mình muốn hẹn giờ nhé. Sau đó mình ấn núm lại là được ạ. Đây. Rồi và qua màn hình thì các bác cũng có thể nghe được tiếng chuông rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì khi mà mình đeo ở trên tay nữa thì nó còn có một cái độ rung nữa. Đấy, có một cái độ rung khi mà đeo ở trên tay. Đấy. Rất là tiện. Ponchot. Chuông reo, máy cơ có tay 18 chân kính. Một chiếc đồng hồ rất là tiện lợi cho các bác. Vừa mình có thể thỏa mãn đam mê sưu tầm những cái dòng đồng hồ cổ cổ mà còn cái chức năng chuông reo mình có thể hẹn giờ rất là tiện nữa. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này mình chốt đơn em với mã số 7 nhá. Giá của em này là 1.790.000. Qua mã số 8, một chiếc Slava của quân đội Liên Xô này, máy cơ lên dây với 21 chân kính. Đây là một chiếc Slava với size mặt là 36 nha các bác. Em ấy size 36. Cọc số học trò và có một ô click cock 3 giờ ở đây nha. Máy 3 kim. Và đặc biệt thì đây là một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô nữa. Có khắc biểu tượng quân đội CCCP góc 6 giờ ở đây này. Form mặt tràn viền nha. Em này khá là dày dặn đấy. Size 12 ly. Em này dày 12 ly. Dây khóa lụa linh kiện. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép này. Máy cơ có tay cơ lên dây với 21 chân kính. Tình trạng hoạt động tốt nha các bác. Núm thì ở đây các bác sẽ bộ lịch chỉnh bằng cách là quay kim cho em. Đấy. Lịch chỉnh thủ công nha. Cái màu mặt của chiếc Slava này sẽ là một cái màu hơi xanh rêu một chút nha. Màu đen và pha lẫn với một chút màu xanh rêu. Đấy. Rồi, chiếc này có giá là 1.480.000 các bác chốt đơn em với mã số 8 này. Tiếp tục qua mã số 9 này, mang đến cho các bác một chiếc Slava. Máy cơ lên dây với 26 G-well nha các bác. Mặt vàng đồng, toàn bộ phần cọc số là mã và có một ô click cock 3 giờ này. Em này thì size khá là lớn nha. Chiều ngang sẽ là size 40. Đấy, chiều dọc tính cả chân càng thì sẽ là size 45 này. Đây sẽ là một em với cái form mặt đa giác. Đấy, đa giác nha các bác. Thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng. Nói chung là vị trí các phần viền cạnh là cũng có một chút các cái vết hao mòn của thời gian như thế này. Đấy. Đáy thì sẽ là đáy thép nha. Em đeo lên tay này. Đấy, rất là xưa. Rất là hoài cổ. Và nó mang một cái phong cách cực kỳ chất đặc trưng của các cái dòng đồng hồ Liên Xô xưa nha các bác. Đấy, form chơi những cái dòng này trông nó quá là ấn tượng luôn. Máy cơ lên dây 26 chân kính. Đấy, Slava. Mã số 9 nhá. Giá 1.580.000 này. Và qua mã số 10. Số 10 sẽ mang đến cho các bác là một chiếc Aroma Shockmaster, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nhé. Đây sẽ là một chiếc Aroma với màu mặt xám lông chuột. Đấy. Mặt kính của em này thì sẽ là một chiếc mặt kính rất là dày luôn này, kính lồi nhá. Đây các bác nhìn không ạ? Đây chính là cái form kính, mặt kính thì nó rất là dày luôn. Đấy, nó dày như này cơ mà. Cọc số chảy tia có một lịch cọc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ nha. Ở đây là phía dưới mặt đáy này có khắc tên thương hiệu Aroma Shockmaster ở đây. Đấy. Với chiều ngang có size mặt 35, chiều dọc có size mặt là 40 này. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả con tay cho các bác nữa nhé. Aroma Shockmaster.
Đấy, núm có nấc chỉnh lịch nhanh, xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày, và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ nhá. Đấy. Aroma mã số 10, giá 1.580.000 ạ. Chốt đơn cho em nha, mã số 10. Rồi, và vừa rồi thì đã cùng các bác giới thiệu khám phá 10 mẫu đồng hồ cơ, có máy pin, có máy cơ đấy. Có những dòng đồng hồ mới và những dòng đồng hồ cơ cổ để các bác mình có thể lựa chọn. Bây giờ thì sẽ giới thiệu qua một số các cái dòng sản phẩm khác của nhà Kiên nhé. Đó là kính mắt. Đấy, trong video ngày hôm nay thì giới thiệu đến các bác là dòng kính AO, hay các bác còn gọi là kính cơn ấy. Kính phi công rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Toàn bộ các mẫu kính của nhà em thì đều là kính dâm nha. Hiện tại thì số lượng em không còn nhiều, mỗi mẫu em chỉ còn có vài chiếc thôi. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có đủ 3 màu để phục vụ cho các bác. Đấy, nâu trà, xanh và xanh đen. Đây là 3 cái màu mắt kính dâm mà nó rất là tiện lợi và phù hợp để cho các bác mình có thể lựa chọn sử dụng nha. Những cái dòng kính như thế này thì các bác mình có thể đeo hàng ngày rồi. Đấy, mỗi khi mà trời nắng ấy, bước chân ra ngoài đường thì kính sẽ là một trong những cái phụ kiện mà em nghĩ rất là cần thiết để các bác mình có thể sử dụng. Ngoài ra thì mình cũng có thể đeo đi chơi, đi du lịch. Đấy, đi gặp bạn bè, những cái form kính này nó cũng rất là thời trang, rất là đẹp nữa. Kính AO thì nó là một trong những cái dòng kính nó quá là nổi tiếng mà em nghĩ rằng là các bác là mình cũng biết đến nhiều cái dòng kính này rồi đúng không ạ? Và cái dòng kính AO của nhà em đây là dòng kính mã lai nha các bác. Kính AO hàng mã lai. Đấy, hiện tại thì đang được xả kho tại cửa hàng Kiên với giá là 480.000 cho một chiếc kính. Đấy, các bác nào mình muốn mua cũng như là trải nghiệm qua cái dòng kính của nhà em thì mình có thể chốt đơn về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Và đối với kính thì các bác mua hàng chỉ cần đặt cọc từ 50.000 một đơn. Bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho mình nha các bác. Nhắc lại nha các bác, 3 màu kính này. Màu đầu tiên là màu nâu trà này. Đấy, màu thứ hai sẽ là màu mắt kính xanh. Và màu thứ ba sẽ là màu xanh đen như thế này. 480.000. Mua hàng đặt cọc từ 50.000 một đơn, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp tục qua nhẫn nha các bác. Hôm nay sẽ mang đến cho các bác là 6 mẫu nhẫn với 6 thiết kế phong cách khác nhau để cho các bác mình có thể lựa chọn. Và nhẫn thì hiện tại đang được bán đồng giá bên em là 380.000 cho một chiếc nha các bác. Mua hàng đặt cọc từ 50.000 một đơn, bên em sẽ gửi hàng bao ship toàn quốc ạ. Mã nhẫn số 1 ngày hôm nay sẽ là một em nhẫn size 10 cho các bác có ngón tay từ 23 đổ lại nhé. 23 đổ lại. Cái màu mặt nhẫn của em này thì nó sẽ là một cái dạng mặt vân cát. Đấy. Rất là đẹp nha các bác. Đây là mã nhẫn số 1. Mỗi mẫu nhẫn thì nó sẽ có một cái hoa văn họa tiết khác nhau. Nên các bác mình yêu thích màu mặt nào cũng như là thiết kế nào vừa tay size thì các bác có thể đặt mua nha các bác. Đây là mã nhẫn số 1 này. Mã nhẫn số 2 sẽ là một em với màu đá thạch anh đỏ. Size của em này là size 9 cho các bác có ngón tay từ 21 đổ lại nha. Size 9 dành cho các bác có ngón tay từ 21 đổ lại. Tiếp tục qua mã nhẫn số 3 sẽ là một em với màu đá thạch anh xanh. Đấy. Đây là dạng màu xanh ngọc lục bảo các bác nha, rất là đẹp này. Màu mặt dưới ánh sáng hiệu ứng cực kỳ đẹp luôn. Đây là họa tiết bên ngoài của em này. Size thì sẽ là size 7 cho các bác có ngón tay từ 17 đổ lại. Mã số 3 nhé. Bây giờ qua mã số 4. Đây là mã nhẫn số 4 nhé. Em này có size 10 cho các bác có ngón tay từ 23 đổ lại cho em này. Mã số 10. Mã số 11. Một em với form mặt đá vuông nhá. Đây là cái form mặt lớn nhất của nhà em này các bác. Đấy, mặt vuông này.
form cực chất luôn. Size sẽ là size 7 cho các bác có ngón tay từ 17 đổ lại nhá. Em này bác nào ngón tay nhỏ một chút đeo ok này, tay gầy một chút đeo ok này. Em này size có 17 thôi. Và mã nhẫn số 6 sẽ là một chiếc với màu mắt hổ như thế này. Size 10 cho các bác có ngón tay từ 23 đổ lại. Đấy, màu mắt hổ nha. Và đây cũng là mẫu nhẫn đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh. Và để theo dõi kênh thì các bác hãy ấn ngay vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới video này để mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được em phát sóng ở trên kênh một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.